rồi, hello các chị nha. Nghỉ mấy ngày, nghỉ mấy ngày mà lên live hơi hay là lạ đó mọi người. Rồi chào mọi người, vô live nha các chị ơi. Giờ này mấy chị còn thức không? Tính nghỉ hôm nay rồi đó mà thấy giờ em lại đặt em lên luôn. Rồi, và live chấm bài giùm em nha. Hôm nay có quần jean đùi, quần jean gối em còn ít nè mấy chị. Hàng mới về, đóng gia sĩ rồi. Mỗi lô còn ít em lên cho các chị mình luôn ha. Áo thun kiểu, áo sơ mi, áo bô rít, áo phông rộng, rất là nhiều hàng, chị mình vào like rồi tương tác bài xa like nha. Cho em dung xin một cái tim á chị ạ. Hello chị Út Thuận, hello chị Đinh Thị Nồng, chào chị Dung Vũ nha. Rồi chào mấy chị nha, vô like rồi xa like giùm em với. Cho Dung xin một lượt xa like stream nha các chị ơi, tương tác bài, chia sẻ bài. Nghỉ mấy ngày nay rồi nên là cũng hơi buồn á, nhớ khách lắm luôn rồi đó. Rồi chào các chị. Chị nào xem like chấm bài tương tác bài nha. Em định nghỉ chị mà thấy tối nay ngủ có ngày nay luôn. Hình tối nay khỏe khỏe lên like cho rồi chứ hồi không buồn buồn hiu à. Rồi mọi người vô like rồi cho Dung xin một lượt chia sẻ like nhé. Hello chị bụm rùa. Rồi vô nha các chị ơi, chị nào vô like rồi sẽ like giùm em nè. Cho Dung xin một lượt chia sẻ bài nha, Dung chia sẻ cái rồi. Lên riêng ngố, dạ có, lên riêng ngố đó chị, có riêng ngố em còn ít em lên cho mọi người luôn nè. Riêng ngố, riêng đùi rồi, nhiều lắm. Cái chị vô like rồi xa like ha. Chào chị Nguyễn Dung. Rồi chào mọi người nha. Rồi like rồi cho Dung xin một lượt chia sẻ bài với các chị ạ. Trời ơi. Rồi cái gì vô đông đông đi bắt đầu like nha mọi người nha. Có thun tay dài phông vừa không? Thun tay dài phông vừa Dung cũng có đó chị, phông rộng mà vừa đó. Nhưng mà bây giờ hôm nay không lên. Để mai đem nó mấy đứa nó sọ ra một lô có quần tay. Quần tay có nha chị Thị Liễu Trần ơi. Quần tay phông Maggi á, chào chị Hằng Ngô. Rồi chào tất cả các chị nha. Mọi người vô like rồi cho Dung xin một lượt chia sẻ bài với các chị ơi. Cho Dung xin một nút share like với nha mọi người. Tương tác bài giùm em với để Dung lên cho nó đông đông để em like cho nó tiện nha. Dạ không chị ơi, áo thun nhiều lắm, ghé lựa hay không lựa được đâu chị. Chị có like giùm em chứ. Nhiều khi mấy chị ghé là em lu bu nhiều việc không có có cho lựa được á. Rồi mọi người tương tác bài hả, tim cho em một cái xem like ok mấy chị, bữa giờ mạng nó hơi kém nữa. Lên nha. Đùi với ngố. Mọi người muốn lên đùi trước hay ngố trước? Có đùi và cả ngố đùi, mỗi nói chung mỗi lô còn ít à. Em chia sĩ rồi mỗi lô còn ít ra vải đẹp lắm, hàng này chất nó rất là đẹp. Này
cái quần nhận về là thích liền luôn mọi người. Mấy cái quần này Dung thấy nó để giá bán tới 200 mấy ngàn luôn á nè, 230 ngàn nè. Dạ đơn em, đơn chị ngày mai mấy đứa nhân viên nó vô làm rồi soạn ra xong rồi em báo chị nha. Tâm xíu một khác. Tâm chị mới là sao chị? Ngố hả? Nè, quần đùi là 105 ngàn, quần ngố là 110 nha các chị nha. Áo sau lưng chị nhiêu, sau lưng sơ mi của Dung sau lưng là 100 ngàn chị nha. Đồng giá 100 ngàn. Dạ ok chị Tuyền Minh. Đùi, rồi cái đùi này tới ngoài thị trường nó bán tới 260, 230, 250, 260 không á chị. Em lên cho mọi người đồng giá 105 ngàn. Quần đùi và quần ngố là 101 cho em nha mọi người nha. Ngố là 101, đùi là 105. Đây con ngố nó còn mấy đi. Đùi size gì cho em xem được không? Có ngố ring không em? Dạ có chị, có ngố ring. Đùi size gì? Dạ đùi có đủ size chị ạ. Áo sơ mi này sale 100 ngàn nè mấy chị. Trời ơi đẹp lắm. Cái mặt áo sơ mi mà bữa du đi du lịch chung mặt này được rồi, xíu cho coi luôn. Nhiều chị hỏi lắm, up cái clip lên nhiều chị nhắn tin hỏi với trời mặt đi. Em nói thiệt mấy chị, mặc chụp hình hơi bị xinh luôn. Áo này em xem mọi người 100 ngàn nha. Sơ mi nu tay phòng cho em nha. Lên dùng là mã sơ mi nu tay phòng, sale cho mọi người 100 ngàn. Free size cho em mấy 6 là 60kg đó về mặc vô tư. 100 ngàn sơ mi nu tay phòng nha. Rồi em lên quần nha mấy chị nha. Cái nào có nguyên ri Dung sẽ báo nguyên ri, cái nào lẻ size Dung báo lẻ size nha. Bình thường mấy chị mặc size gì mấy chị chốt size đó nha, chứ hỏi em chịu luôn á. Mặc cái phone này cũng phone to nè, L của nó là tương đương với size 30 luôn á. Bình thường mấy chị mặc size gì chốt size đó. Cái quần này L của nó tương đương với size 30, M nó tương đương với 29 là được nha mọi người nhé. Phone to đó. Rồi cho em vô mã 74 size M. Mã 74 size M nè, 74 size M 105 ngàn một cái. 105 ngàn một cái thôi nha mấy chị nha. 105 ngàn thôi. Mã 74. Dạ không chị ơi, có SML thôi à, không có XL. Đây ngố nè, ngố là 110 ngàn. Đẹp lắm luôn, hàng này hàng đang nghiêm cao cực kỳ luôn. Mẹ em săn được sale rồi mấy chị ơi. Rồi cái này comment cho em là ngố. Ngố nha mấy chị nha, ngố là mã 01 SML. SML mang xe nào chút xe đó đi ha. Nè ngố là chuẩn size. Nè S nè. Rồi lên cho em mã 01 SML 110 ngàn. Trời ơi quần này không đẹp trả em. Em nói thiệt mấy chị, cái quần này nó bán ngoài thị trường với tầm 270 một cái. Em lên mấy chị 110 ngàn thôi. Đây riêng là riêng xịn, hàng lưng cao siêu giãn nha. 01 kèm size SML cho em 110 một cái quần ngố thôi. 01 giùm em nha mấy chị nha. 0101 SML 110 ngàn. Chốt đơn giùm em liền mã 01 kèm size. 01 kèm size nha. Còn ít ri thôi. SML 110 ngàn đó mấy chị. Rồi ai lấy mã nào chút liền cho em, lấy sơ mi comment sơ mi nha các chị ơi. 0101 SML. Rồi cái này chốt cho em, mã này là mã 0 mã 03 đi. Mã 03 trời ơi. Mấy cái quần này xuất sắc luôn á. Dạ không có riêng chính tắc chị Khoan Thủy thôi. Rồi cái này comment cho em mã 03 nè. Mã 03 nè mấy chị ơi, SML luôn nha mọi người nha. 03 SML luôn nha, 110 ngàn. Mã 03 SML luôn, 110 ngàn. Rồi chốt đơn giùm em liền là 03 SML 110 một cái nha mấy chị. 03 SML luôn ha, 110. Rồi chị lấy mã nào chốt giùm em. Quần tay có. Quần tay có mà không biết bữa nay Dung có lên chị lên được không này. Quần chất hơi nhiều quá. Rồi 03 SML đi mọi người, 110 nè. 0303, ai lấy không nào thì chốt giùm em nhé. Phong Hồng Phương 03M với L hai cái luôn hay sao chị ơi. Chốt hàng kèm giùm em số thoại vô nha chị ơi. Lên đùi nữa đi Dung, từ từ. Ngố có ít thôi đi Dung, lên mấy chị có ngố cái rồi qua đùi. Ngố còn được vài đi nó hết hàng rồi. Rồi cái này comment cho em mã 10. Mã 10 nè mấy chị, mã 10. Cái này hàng có độ coi vẫn nhẹ nhẹ thôi nha, nó là phô mụn rộng cô tông á. Rồi comment cho em mã 10. Mã 10, 110 ngàn mã 10 SML luôn.
mã 10 SML mã 10. Rồi chốt kia mã 10 nha mọi người nha, SML mã 10 đó. Rồi chị nào hỏi thì chốt đi nha, riêng nữa nó không hết rồi đó. Mã 10 SML 110.000. Mã 10. Rồi lấy chốt kia mã 10 đi mấy chị. Rồi này comment cho em mã này là mã 002. Mã 02 nè. Rồi lấy dùng mã 02 SML luôn nha các chị nha. 02 SML luôn đi, 110.000 nó chốt đi mấy bà ơi. 02 SML 110. 02 SML 110, chốt đơn cho em là 02 SML 110 đó. Hôm qua đi. Chợ ngố mà không thấy chốt gì. 02 SML 110 chốt đơn em luôn ha. 110 là quần ngố nha mấy chị nha, quần đùi là 105. Quần đùi em còn được chắc 10 đi nó hết rồi. Quần chị mua say L mà không vừa đổi lấy XL được không em? Quần gì chị Hạnh Lái ơi? Quần gì chị? Chị mua khi nào quần gì? Trời ơi đùi này mọi người ơi, hàng này em bao mấy chị luôn á. Rồi comment cho em mã 190. Mã 1, trời ơi. Cái quần này mọi người nhận cái quần này em nói ghiền luôn á. 02 em. 02 hả? Là bây giờ chị lấy mã mấy vậy chị Phòng Phương ơi? Lúc này comment cái mã 03, lúc comment 02 là chị lấy mã nào? Lấy một mã hai size giống nhau hay sao chị ơi? Rồi cái này chốt cho em, mã này là mã 190 SML. Đẹp chưa? Hàng này 105.000 quần nha, riêng xịn nha. Em thấy nó bán 200 mấy ngàn một cái không á. 190 SML 105.000. 190 SML 190 SML. Hai cái là chị lấy 02 đúng không? Hết là chị loan leo trời. Nãy giờ chị chốt được người ta comment rồi bà mới comment lên. Còn đâu? Em nói mấy chị thích nói chị suy nghĩ lâu quá. 02 M cho chị ML. LL vừa chị Kim Trúc Mỹ, chị Kim Trúc Mạnh vừa L vừa. Tại quần này dạng á. 02 M với L. L là nhiêu ký, bình thường mấy chị mặc quần 29-30 chốt chim L là được nha. Chứ đừng hỏi nhiêu ký, quan trọng là chiều cao của mấy chị nữa chứ. Nhận hàng rồi nhé, tình yêu cảm ơn. Cảm ơn tình yêu nhé. 02 M với L nè, ok chị nè. 02 M với L 120, 120, 220, 2 cái nè. Một chút đi em ngất, hàng này em không còn nhiều đâu. Hết rồi. Chị Hồng Phương lại lấy mã 02 thôi, không lấy 01, 03 đúng không chị? Hồng Phương. Sao được em không mà nê mà. Không 03 cho chị, cái 03 CM lon lê này. Lên bà muốn cho ông chốt tôi cũng đâu là mấy lên. 03 NM. Không 1 NM. Ok chị. 110 một cái. Cái nào cũng đẹp. Có 110.000. Giống quần đen sau lưng em á, chị lấy bữa chủ nhật á. Chị ơi về không vừa chị báo liền chứ bây giờ tôi like chị nói sao làm sao em giải quyết được chị. Đổi dù như mấy chị nhận về. Nhận về không vừa mấy chị phải báo liền chứ bây giờ mấy ngày luôn rồi, bữa nay còn cuối tuần nữa rồi chị mới báo lại làm sao em đổi cho chị được. Trong khi bỏ xu em đổi cho chị Hạnh Thái nha. Không ai hết rồi chị ơi. Hết rồi. Không ai còn cái S thôi. Nè. Đưa lên mấy chị không chốt liền cho nó mau. Mày suy nghĩ cái gì á. Rồi cái này cảm ơn cho em là mã 07 nè. Được một ri thôi, hết này là mấy chị ạ. 07 SML em luôn nha. 07 giùm em SML. Được một ri thôi nha các chị nha. 110.000 một cái quần này. 07 SML. Hello chị Nguyễn Hồng. Dạ ok chị. 07 SML. 07 SML nè. Rồi chốt 07 với ri cuối cùng là 08 đây nè. Này về được 200 quần em chia cho chị còn được mấy ri. Rồi đó, ai lấy mã nào comment cho em. 110 cái quần ngố, quần đùi là 105.
Trời đẹp chưa, 08 này. 08 là màu đậm hơn, SML em luôn nha. 08 cũng SML mấy chị ha, 110 một cái. Lên chung là 08 SML 110 ngàn. 08 SML 110 nha. Rồi báo em luôn. Em quay đùi nó đi. Quay đùi cho mấy chị này, em quá tung nha mọi người nha. 105 ngàn một cái quần đùi. Quần đùi này 105 nha mọi người nha. Chất quần nó đẹp nhất nách luôn á. Vải co giãn lưng cặp cao. Nè xé nó phân to. Rồi lên cho em mã đùi này là mã 342 SML luôn giùm em nè. Lưng cao lắm luôn mọi người, 3 nút nè. 342 SML bao đẹp. 342 SML cho em quần đùi 105 giùm Nhung nha. 342. 342 được một nói chung là mỗi mẫu còn đi thôi mấy chị, còn nhiều. Không còn nhiều. 342 cho Bùi Thu này, ok nè. Mỗi mẫu có riêng riêng hết. 342 cho Bùi Thu. 342 hết rồi. 342 dung hết nha các chị ơi. Có hồng ri à mọi người. Có hồng ri. 342 rồi. Quần này co giãn mạnh, foam lớp to, quần đùi rồi foam to đó mấy chị. Chất đẹp lắm, 105 nha mấy chị nha, quần đùi là 105 ngàn. Hết 342. Cái này cho em dung mã này mã 0001. 001 dung luôn nha mấy chị nha, một nút lưng cao. Nè. 001 một nút lưng cao SML luôn giùm em. Được một ri thôi nha mấy chị ơi, ai thích thì chốt liền. 001. 001 SML em được một ri luôn nè. 001 SML 110.000. Rồi chị lấy comment dung luôn nha. SML nha mọi người nha. SML nha, 110 một cái. Là 105 ngàn nó nhầm. Quần đùi là 105 nó nhầm nha mọi người nha. Quần đùi là 105 ngàn. Không, 001 á. Này lẻ mẫu á. Nè. Ủa mấy cái cục này lẻ mẫu hả? Và mấy cái lẻ mẫu mà đẹp đẹp không nè. Mà một cái hay sao rồi. Này đẹp chưa? Mã này mã 19. Mã 19 nhưng có cái S với cái L nha mấy chị nha, siêu đẹp. Nè. 19S và 19L cho em. Trời ơi cái quần này. 19 giùm em nha, 19. 19. 19 cho Bùi Thu nè. 19, 19 có 2 cái nha. Ok Bùi Thu 19 có 2 cái, hết 19 luôn rồi chị Trâm Nguyễn ơi. Hết 19 mất tiêu chị ơi. Rồi cái này cho dung mã này. Hết 19 rồi chị Cherry Trần ơi, còn mã ta 68. Mã 68 là size L, L có mắt to mọi người, mã 68 size L. Mã 68 size L, cái đùi này cái lưng ở dưới nè. Đó nó cao nó mấy chị mà không có sợ bị lộ, nhiều khi nó sát háng quá mấy chị ngại á. Quần này cái form này lưng cao mà cái ống. Cái đấy quần nó dài xíu. Rồi mã 68. Có 1 cái nha. 68 coi tí coi. À 68 có 2 cái nha Bùi Thu ơi, 2 cái cho Bùi Thu nè. Hết 68 luôn. Hết 68 nha mấy chị. Trời ơi đẹp chưa. Mã 13 đi mọi người ơi, 13 đi. Đẹp quá trời xá luôn á, 13 quần 105 thôi chị ơi. Mã 13 nè, xinh ha. Màu đen á, 13 em nha, 105 ngàn riêng xịn nha. 13 có 1 cái, CNS S mà phong to á. 13S giùm em 105 nha mấy chị nha, 13S 105 đi chị Trâm Nguyễn. Hết 13. Trâm Nguyễn 105. Quần đùi là 105 ngàn. Đẹp. Rồi cái này em còn một mã này là mã 98. Mã 98. 13 bên mấy dân thì Trâm Nguyễn lên trước. Rồi cảm ơn chị mã 98. Mã 98 CM. Mã 98 CM, mã 98 CM. Rồi chốt kêu mã 98 CM một cái nhất. Run co giãn lưng cao lắm mọi người ơi, mã 98. 98 em nha, 98. 98 98. 98 cho Bùi Thu. L là nhiêu ký mặc quần, bình thường mấy chị mặc L thì mấy chị chốt L thôi chứ đừng hỏi nhiêu ký.
Tại vì tùy chiều cao mấy chị mét rưỡi mét sáu làm sao mà nói 55 kg, dụ như em nói 55-57 kg đi, 57 kg thì lỡ mà mấy chị mét 7 thì sao, mà lớn rưỡi thì đương nhiên số ký nó phải trừ hao trừ trục đi trục về tùy chiều cao mấy chị chứ. Cứ bình thường mấy chị mặc quần sơ gì mấy chị mua cho em sau đó, tại vì hàng này hàng co giãn. Rồi cảm ơn chị mã 110 CL 110 CL. Cặp kiểu vậy là cặp nào? 110 CL 110 CL. Cảm ơn 110 CL này, mà này cái này cái cục này là đa mẫu rồi này. 110 CL đó, mã 78 CM này, đẹp chưa? 78 CM với em nha mọi nha, 78 CM 105 ngàn một cái quần đùi chất đẹp lắm. 78 CM 10 là CL 105 nha. 110 CL gì cherry trần, áo khoác trên ngoài sau cho em xem nhất nha. 78 cho Bùi Thu, áo khoác trên ngoài sau lỏng nào vậy chị ha. 105 với cherry trần nè, Long An nè. Này, ủa, lẽ sai nữa nhỉ. 236 CM đẹp mấy chị ơi. 236 CM cho em nha. 236 CM 105 thôi cái chị. 236 CM 105. 236 CM. Trời, cái lẻ lâu lâu quá nhỉ. 236 CM 105. Rồi cái này có một ri nha, 190 được một ri nè, được chưa? Lạc lai 190 được một ri SML. Lưng ba nút giùm em bao đẹp. 36 cho Bùi Thu nè. Rồi cái này cầm anh chị 190. 190 được một ri nha các chị ơi. 190 được một ri. 190. 190 được một ri SML. 236 hết rồi chị Liên ơi. Này là ngố của ngố đâu ra đi. Còn 24 được không? Đó chị 24 hay chị Liên? Hay như vậy luôn, một cái màu sậm hơn. 234 CM. Áo 145 á. Dạ 145 ngàn. Dạ nhận hàng rồi đẹp quá nên mua thêm. Dạ ok chị. 190 anh Lợi chị Cherry Trần. 190 anh M chị Liên ok nè. L với anh M đi. 105 nè. 190 nhưng còn cái S, ai lấy S luôn đi mấy chị. Còn một cái S thì mọi người lấy giùm em đi. Ok chị Liên là hết rồi. Hết rồi. Xem ngố rồi. Xem ngố hãy đi vô. Ngố vô mới cắt hả? Thì chị Liên nè. 234 để chị Liên nha. Nè, còn ít quần nó hết rồi các chị. Trời ơi nó đẹp nè mấy chị ơi. Sen L lên trên mã 20 sen L. Đẹp chưa? 3 nút, 6 nút luôn đó mọi người. Mấy chị ân gái này gài nha. Lưng nhỏ thì mấy chị gài trong giùm em nha. Đẹp chưa? Rồi cảm ơn chị em. Mã này là mã 20 sen L. Lưng quần này, cáo quần nó là dạng ngúa đùi luôn á chị. Mã dạng ngúa đùi luôn á. Mã 20 size ML chứ. Mã 20 CL, mã 20 CL. 105 mã 20 CL 105 ngàn. Ấy cho hoa thanh mã 20 CL 105. 20 CL 105. Rồi mã 18 size S. Này. 18 size S, 20 chị Kim Trúc Nguyễn nè. 18 size S mà form to nha mấy chị nha, cái này form to đó, 18 S nè. Quần nó như ngó đùi luôn á, đẹp. 18 size S 105 ngàn thôi. 18 S 20 hết rồi chị che đi cần có 1 cái à. Cảm ơn chị má 05 CL. Trời ơi nè, tương tự nè chị. 05 CL tương tự 05 CL. Lấy cảm ơn chị là 05 nha. 18 hay là 05 lấy mã nào chốt. 18 là size S, 05 là CL. Mấy chị mang size nào vừa chốt đi, 105 ngàn cái quần đùi đẹp. Mạng lắc quá chị. Rồi cảm ơn cho em 05 cho Bùi Thu nè. Rồi cái này cảm ơn mã 78 nè. Đẹp
nhức áp luôn. 78 xe này sẽ S mà form to. 78 xe S mà form to. 78 nè, 78 xe S mà form to nha. Rồi cái này 74 nè, 74 CM nè mọi người, 74 CM form to luôn. 74 CM 105. Ai lấy mã nào comment. 05 hot luôn chị Cherry Còn ơi. Rồi mã 53 CM nè, em mò vô mặt vô tư cái quần này luôn á. Rồi cái này comment cho em mã 53 CM. 53 CM 105. 53 CM 105. Này nguyên ri nè mấy chị. Rồi chị nào mang xe nào comment xe đó nha các chị nha. Đây comment cho em mã 01. 01 giùm em nè, hàng có giãn nguyên ri. 01. Này con cái bị lỗi rồi. Okay. À, 74 ok, Cherry tầng 74 CM này. 74 đây. 53 ok, chị Liên 53 này. Rồi lấy mã nào chốt giùm em nha mấy chị nha. 105 á. Nè 01 em có S có M có L nghe. Hôm nay xin làm gì đâu xin chị. 78 đẹp mấy chị ơi, cái 78 này sẽ S nhưng mà phân nó to á. Tầm mấy chị mặc qua 28 mặc được cái này luôn á. 78 đi. Cái 78 này nhìn túi cũng lạ nè. 78 vô nghe. 105 ngàn 78. Lan chi 78 mấy chị ha. 78 105. 78 105 vô nha. 78 105. 78 105 ngàn. Lan chi mà 78 105 nha các chị nha. Chốt đơn vô là 78 nè. Hello Trâm. 78 105. Rồi cái này cầm anh chi 79. 97 chứ. 97. Đụm liền chứ hết ủ nha. Còn ri này nữa hết rồi đó. Hết quần lên nút rồi đó. Rồi cầm anh chi mã này mã 97 M. 97 có 1 cái hả? 97 có 1 cái M mấy chị ơi, chị nào mang M vừa chốt 97 M. 97 CM 105 ngàn mã 97 size M. 97 giùm em nha, có 1 cái à. Có quần riêng dài không Dung? Quần riêng dài nay không lên thì chị cũng thành. Chính, à, riêng dài chắc ngày tối mai em lên lô mới. 24 size 30. Mã 24 size này là size 30. Lên chi mã 24 size 30 một cái luôn nha mọi người nha. Mã 24 size 30. Mã 24 size 30. 24 size 30. Mã 52 size L. L to đụng luôn á trời nè. Rồi cầm anh chi mã 52 size L. 52 CL em luôn nha mọi người nha. Ai lấy mã nào chốt luôn nha. 105 ngàn cái. 105 ngàn bữa giờ nghỉ mấy ngày rồi mà view tương tác yếu nha. Năm hai cho Bùi Thu. Nó còn đi nó hết rồi đó mấy chị. Hello Lê Ngân. Nè lưng thun nè. Lưng thun cầm anh chị mã 51. 51 có 1 cái lưng thun mã 51. 51 có 1 cái size S và 1 cái size M. Áo màu nu ở sau cho em xem rồi đợi em xíu. 51S và 51M. 51S và 51M nha mọi nha, được 2 cái 51. SML luôn, ri á. 1 ri SML luôn nha. 51 em còn 1 ri SML nữa là hết. 51 sau MM. Mạng bây giờ nó sáng quá. 51 SML. Áo nu đằng sau này ha người đẹp. Này sale 100 ngàn.
60kg đổ về, 40kg lên giùm em là ok. 100.000. Lên dung mã sơ mi tây phòng nha mọi người nha. Sơ mi tây phòng 100.000, em bao xinh luôn á, 100.000. Chốt đơn như là sơ mi tây phòng 100.000. Rồi lấy chốt đơn nha, sơ mi tây phòng màu nu, em còn đúng màu nu nữa hết nè. 100.000, cái mã sơ mi này mặc đẹp lắm nè mọi người ơi. Nhìn vậy mặc lên hình nhìn sang kinh khủng luôn á, mẫu này bữa dung đi. Đi chơi có mặc mẫu này mỗi người một cái màu trò thì lên hình hơi bị xinh luôn á. Vải đẹp nha, có 100.000 à. Sơ mi này xem mới chỉ có 100. Đẹp chưa? Sơ mi này xem mọi người có 100.000, quá rẻ. Nè, ở đâu 100.000 trời. Đẹp lắm, 60kg đó về mấy chị ok, để tay dài cũng dễ thương nha, mặc lên hình chụp em nói thiệt quá xuất sắc luôn á. Đây, sang tay này cũng đẹp nha, có màu trắng nè, màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu cam tươi nè, màu xanh bơ, màu hồng sen, hình như có 5-6 màu vậy đó mọi người. 60kg đó về, 40kg lên giùm em là mặc ok nha mọi người nha, mặc đóng thùng, cái này chân váy với quần ring, quần gì, quần đùi gì cũng đẹp hết trơn, có 100.000. Sơ mi tay dài, túi nấp, đẹp chưa? 100.000 em nha mọi người nhá, sơ mi tay dài giùm em. Sơ mi tay dài với màu vô mặt là màu đỏ đô đó, 100.000 một cái. Chị lấy báo dung luôn nghe, 100.000. À để chị mới chị hỏi khoác mà em quên mất tiêu. Áo khoác này chị ơi, này ai nhận cũng khen hết trơn. Bà nào nhận cũng kêu để mua thêm. Đây. Áo này mà nhận về để không xịn em không lấy tiền mấy chị luôn á, 145.000, hàng siêu cấp. Hàng siêu cấp mà em xem 145 mấy bà nhận là thiệt hết chứ nó sướng giả mang luôn. Xịn lắm luôn nghe. Quần đùi sau ok, đợi một xíu nè, 145.000 áo khoác này em nói với chị nhận về là ghiền liền á, rất là xịn, khoác đỏ tay đen, khoác đỏ tay trắng, 145.000 một cái, form bomber rộng nha, hàng siêu cấp á, đẹp, đẹp lắm luôn. Rồi để cho chú mấy em quần này sau này, quần này 110, quần này 57-58kg đó về, mặc water cho em 40kg lên mặc cũng được, 110.000 quần. 110.000 quần em nha mọi người nha, lấy chốt đơn cho em là quần phòng màu nu. Quần phòng màu nu à. 110. Quần này dung xem mấy chị. Quần này sale cho mọi người bao nhiêu đây? 90.000, 80.000 đi quần nu. Quần nu này là size S tương đương với chị nào tầm khoảng eo tầm khoảng 67 đô về mặc vừa cái quần nu này cho em size S nha. 80, còn một cái đen nữa nè. Một cái đen lại là... okay. Xem quần. Tầm quần quốc này ha. Ngố ngố này gái ơi. Ngố đó. Rồi lấy quần đùi nào chốt cho em nha mọi người. Cái này là chân váy rồi. Quần đùi nút này. Quần đùi nút này màu xám em còn XL. Màu xám em còn XL một. Đây còn màu nu nè. Màu xám với lại màu đen ba màu. Có size nha các chị nha. Quần này 90.000, 95.000 quần. Quần 6 nút em là 95.000 quần nghe, 6 nút 95.000 á. Rồi thích quần này là chốt, quần giống như đang mặc nè. Quần này là giống như quần giống đang mặc. Màu cái quần này. Quần này một cái là 90.000, hai cái là 175.000. Quần nhung gân. Quần nhung nha mấy chị nha, đằng sau là màu này, màu nâu nè. Màu xanh với lại màu đen ba màu. Nu 80.000 là eo size S, eo tầm 75 à lộn 60 mấy đô về, hồi nãy em nói eo bao nhiêu ta? Eo 60, 65, 66 đổ về là mặc 65, 66, 67 đổ về là mặc vừa như Trâm Nguyễn. Sợ mấy chị chốt đi không vừa. Eo tầm 67 đổ về là mặc vừa cái quần nu nè. Xe cho 80.000 còn có 1 cái. Vừa đúng không người đẹp ơi, để biết chừng những chốt. Ok, 80. Nãy giờ Trâm Nguyễn có đơn gì chưa ta? 80. Nè còn cái chân váy XL này sale 80 luôn nè. Chân váy chữ A XL 80.000 giùm em đi. Chân váy chữ A XL 80. Có túi hai bên luôn nha mọi người nha, XL 80.000. Chân váy chữ A 80.000. Rồi lấy cái nào comment giùm em. Đồ này nhất còn cái màu xanh.
luôn còn tháng nữa mấy chị ơi. Đó, có 100. Dạ không chị, nó một cỡ vậy thôi chị nhất nè mà. Nó một cỡ vậy thôi chị ạ. Nghe áo đó mà có màu xanh lá nè mấy chị ơi, đẹp. 100 ngàn, đẹp lắm. Xuất sắc nha mọi người. 60kg nó về ok rồi em nha. Sơ mi, đây chị mã sơ mi tay dài kèm màu với em mùi nhá. Sơ mi tay dài kèm màu. Sơ mi tay dài kèm màu nhung á nè. Màu xanh nè, màu đỏ nè, màu trắng nè, màu hồng sen, màu bơ, màu cam. Màu đẹp đẹp không luôn ý. Mọi người thích thì báo em để em lên màu nhiều nha. 100 ngàn một cái. Rồi hồng nè, em còn một cái hồng cục nơ. Cái này là 62, 63 cái đó về mặt cô tư giùm em cái hồng cục nơ luôn nha. 100 ngàn, còn một cái cuối cùng. Hồng cục nơ giùm em ai lấy trước giùm em luôn nha mọi người nhé. Sale 100, hồng cục nơ. Đúng một cái cuối cùng, 100 ngàn hồng cục nơ giùm em luôn nè. 100 ngàn hồng cục nơ. Đây luôn là hồng cục nơ đi, 100 ngàn luôn. 100 ngàn nha mọi người nhé. Quần nu em còn cái nè. Còn nuôi em còn cái set đó là chị lấy báo luôn. Trời tui. Nè nuôi em còn cái set eo tầm 6-7 đô về mà ok nhé. Ai lấy báo luôn ha. Một cái set đó là hết. Rồi nu còn một cái set nữa hết. Ai lấy chút em là quần nu nha. Đẹp. Quần này mấy chị mặc lên nó phồng như quần váy vậy đó. Rồi lên áo thun nha các chị, lên áo thun phong nha mọi người nha. Lên áo phong nha mấy chị ha. Trời màu xanh đẹp. Màu đỏ đô luôn mà. Rồi xin mấy đứa này, áo kiểu con em nó cột cho nó trời. Chấm bài lên mấy chị yêu ơi. Áo khoác đỏ phía sau, áo nam nữ đều mang tập ok đó chị. 145 ngàn chị Nguyễn Thế ơi. Nguyễn Thế bữa có đơn ghé lấy chị Nguyễn Thế. Đồng giá 145. Áo khoác này là phong bomber, hàng nam nữ mang cặp ok nha mọi người nha. Chất là siêu đẹp luôn á mọi người ơi. Áo này khỏi bàn, chắc em bao xịn sò lắm. Xịn lắm luôn á. 145 ngàn một áo, chất rất là đẹp. Đỏ tay đen và đỏ tay trắng có hai màu. Rồi áo này lên mấy chị 75 nghìn nè. Ôm ôm. 55kg đó về mặt đẹp em cái áo này nha mồi nha, 75 nghìn. Rồi bên kia em đỏ. Áo đen tay dài. 55kg đó về mặt đẹp, đen tay dài 75 ngàn. Hôm này là ôm ôm kiểu nha mấy chị nha, 75 nghìn đen tay dài. 75 ngàn một áo mấy chị ạ. Sơ mi dương mận là 100 ngàn, nhiều màu. Sơ mi này mấy chị mặc đi biển, đi đồ xinh, đi chơi, mặc cái chân váy cũng đẹp nữa mọi người, rất là đẹp luôn á. Mọi người đang hot lắm. Sơ mi đang mặc đang hot lắm luôn á, 100 ngàn, em lên có 100 ngàn à. Rồi xanh tây kiểu giùm em nè. 55-56 cái rút về ok nha. Xanh tây kiểu 75 ngàn. Xanh tây kiểu 75 ngàn giùm em, xanh tây kiểu nha. 75-75. Đây. Lên áo phong đi. Áo phong này, 89 ngàn một cái. Hàng này hàng. Áo mặc có màu gì vậy Dung? Áo mặc có màu đỏ đô nhưng mặc màu xanh lá này. Màu xanh nóng tiêu đi. Màu xanh Dung mới lên. Màu trắng, màu cam, màu hồng sen với màu bơ. Nói chung cái mẫu này rất là đẹp. Bữa Dung đi chơi Dung có mặc nhóm đó chị, đẹp lắm. Vải đẹp nha, form lên rất là xinh luôn. Mọi người mặc cái quần rinox túi áo quần chân váy cũng đẹp. Đỏ đô, xanh lá, màu hồng như vậy nè. Hồng sen, rồi xanh bơ với màu cam tươi với màu trắng. Đẹp lắm. Nè, áo hồng này 89 ngàn, form này form rộng rồi vừa nha mấy chị nha. Form rộng vừa vừa. Form rộng vừa, comment cho em. Cho Ngân cái xanh lá, ok Thủy Ngân áo này xanh lá nè. Xanh lá năm nay đang hot trend. 100 ngàn. Sơ mi đang bật 100 ngàn thôi nha mọi người. Cái này là vải sơ mi. Mẫu này đẹp mà. Mẫu này mặc màu trắng nhìn đẹp lắm.
Thật với chân váy nhìn sang lắm mọi người ơi. Có 100 thôi. Rồi áo hồng chia 18-9 ngàn. Lê Dung là hồng 89 ngàn, 60kg nó về vô tư nha mọi người nha. Hồng này, áo này áo thương hiệu nha mọi người nha. Chất đẹp lắm mọi người khỏi lo, 89 ngàn một áo. Rồi hồng giùm em luôn nha, 89 ngàn áo hồng đi. Áo hồng 89 ngàn phong nè, phong vừa vừa mặc. Phong vừa vừa mặc dễ mang lắm, 89 ngàn hồng. Rồi cái này comment cho em màu đen nè. Ai lấy màu đen comment cho em màu đen, 89 ngàn màu đen nè. Rồi lấy đen comment đen luôn nha, 89 ngàn phong vừa vừa mang nha các chị nhé. 89 ngàn màu đen đi. Lấy em màu đen hết, 89 ngàn màu đen. Cái sơ mi này ra, cái thay cái màu à. Màu bơ đi, bữa giờ đi chưa có màu luôn. Cái sơ mi này màu bơ dễ thương lắm. Màu xanh bơ. Cái màu bơ này ở ngoài nhìn nó khác hơn cái lime một xíu. Tại vì cái lime đang dùng app lime á. Cái màu ở ngoài nhìn đẹp hơn. Ở ngoài là xanh giống như xanh xanh của trái bơ á mấy chị. Ruột bơ mà kiểu bơ, kiểu như bơ ngon. Còn đưa lên cái nhìn nó hơi ra màu vàng, ở ngoài là màu xanh bơ nha. Đẹp lắm. Màu này ở ngoài nhìn cực kỳ yêu luôn á trời. Màu lên trắng nha. Ở ngoài là màu xanh bơ chứ phải màu vàng giống như trên line màu vàng riu riu đâu. Ngoài màu đẹp cực luôn ý. Cái cá này màu nó này mặc màu này hơi bị trẻ, màu nhìn nhìn trắng ra. Đẹp mọi người. Màu xanh bơ này 100 ngàn. Sơ mi xanh bơ này có 100 ngàn thôi mọi người, chốt đi đẹp lắm. Rồi áo phong này. Đúng rồi, áo chất từ từ, cái chất nó từ từ như vậy đó. Cái này là sơ mi, cái mẫu này là phải lên cái chất. Nè. Cái chất này chất đẹp ha, hàng một nhà đó luôn, đẹp. Mẫu này mặc chụp hình thiệt sự luôn, cái mẫu này lên hình rất là đẹp mọi người. Cái màu này ngoài nhìn nó đẹp hơn trên like nhiều mà sao lên hình. Này áo trắng giùm em này mọi người, trắng chữ. 89 ngàn like cho em mã trắng chữ nha. 89 ngàn áo này là khỏi bàn, em bao cho mấy chị luôn, ở đâu cũng vậy. Hàng người ta bán sớt tới 200 mấy ngàn về, em còn có 89 ngàn thôi. Hàng giá bán sớt tới 200 mấy ngàn luôn á. Giá bán nó này mấy chị thấy không? Vậy em còn 89 ngàn. Không. Hiền Hồ là chất, chất nó không phải là chất đuổi nha. Chất đó là chất gì á, quên cái tên đó rồi. Áo Hiền Hồ phải là áo này đâu. Áo này không phải chất, không có chất giống. Áo Hiền Hồ với bụi tôi nói chất gì, chất gì. Không phải là chất đuổi đâu. Rồi cái này cầm anh Hồng Rút mới chưa 89 ngàn áo đâu mọi người ơi. Vải đeo thun thái đẹp lắm. Hồng Rút cho em nha. Phong này 40-60kg ok. À, cái bomber đỏ được không ạ? À? Ok, kim nương nè, bomber màu đỏ nè. 145 ngàn nha, tình yêu ơi. Cái này free size nha, mặc rộng rộng nha. Chứ để mấy bạn không biết kia sao nó rộng. Nó là phong rộng mọi người à. Đỏ tay trắng với đỏ tay đen. Hai cái đỏ là chất khác nhau. Đỏ này mấy chị thấy không? Có đỏ này chất này nè. Mẫu nào nó cũng đẹp hết trơn. Mấy chị nhận áo này về không xịn em không lấy tiền luôn. 145 ngàn. Hàng siêu cấp nha, đi ra ngoài con này phải tầm 300 mấy, 400, 500 ngàn chứ không ít đâu mọi người ơi. Em nói thiệt cá, không nói dốc đâu. Nhận áo về là xịn lắm. Đây mấy chị 145 ngàn. Rồi, sơ mi đang mặc thì còn mình chơi là sơ mi đang bận kèm màu nha mọi người nha. 100 ngàn cái, cho mấy chị 100. Rồi vàng. Áo vàng giùm em luôn nha các chị, áo vàng nè, trời ơi nó đẹp nè. Áo vàng. Nên nhìn áo vàng nha mọi người nha, áo vàng 60kg đó về vô tư giùm em, 89 ngàn áo vàng, 89 ngàn. Vàng 89. Vàng 89, vải đẹp. Rồi trắng chữ hồng nè. Trắng chữ hồng giùm em luôn đi, 60kg đó về mặc vô tư. Có 89 ngàn thôi mọi người, vải đẹp 89 ngàn, cầm bên kia là trắng chữ hồng. Trắng chữ hồng 89k, trắng chữ hồng. Trắng chữ hồng 89 ngàn, xịn lắm luôn mấy chị ơi. Mấy cáo này nhận đi, về bao cho mấy chị luôn á, vàng cho Bùi Thu. Áo giá người ta để tới 200 mấy ngàn. Mình lên sale còn có 89 ngàn, ok nè. Trắng chữ hồng này đẹp nè. Nè cái này mặc lên hơi bị sang, năm nay sao cũng ghiền màu trắng lắm mấy chị ạ. Màu xanh đó nè.
Con này vừa vừa mang không đậm lắm mà cũng không ôm vô người, rất là dễ mang nha. Màu xanh này 89.000 lên cho em màu xanh nha. Màu xanh. Dạ bơm bơm phân ngắn hả? Bơm bơm phân ngắn còn cái nào không ta? Hình như còn màu riêu hay sao chị? Còn cái màu riêu á. Rồi cảm ơn xanh mọi người, màu xanh. Ai lấy màu xanh chút, màu xanh. Trắng hồng nhưng coi kỹ sợ dính dơ. Dính dơ gì? Không có dơ bà ơi. À, em lấy trắng bomber tay đỏ, ok kim nương bomber tay đỏ này, cho Dung cái địa chỉ luôn đi. Xanh lấy xanh chút xanh, bà có kỹ nha, chứ để hàng lâu mà báo dơ Dung không nhận á thì khó. Mấy áo này không có dơ đâu. Lên vô địa chỉ đi, cầm anh chị em là trắng này, trắng 2 nè. 60kg về ok, trắng 2 nè, đẹp chưa? 89.000 trắng 2 và mê mồ nha, hình ảnh của nó đẹp lắm mọi người ơi. Không phải in kiểu thường thường đâu. Đẹp lắm, 89.000. Rồi, cầm anh cho em. Không có bị dính dơ. Rồi cảm ơn cho em là trắng 2. 89.000 trắng 2. Chúc cho em là trắng 2. 89.000 đen nữa nè. Rồi đen, cái hình này đang hot luôn á chị. Cái hình này đang thịnh luôn á, đen nè. Rồi đây chi mã đen đi, 89.000 mã đen. Cái này mấy chị vô shop bè bè phải 170 cái. Vô shop bè bè nó phải bán mấy chị. Ở vó su thì ghé lấy cho em à. Khoác 145.000 ở vó su ghé lấy, còn không ship là 20.000 một đơn đó tình yêu ơi. Cái chị lấy đi khỏi tốn ship. 145.000 xịn lắm. Áo Dung mặc có màu gì nữa? Dạ có. Em có up clip cái màu em mặc là bữa em đi nhóm đi chơi là mặc áo này nè mấy chị, đẹp xuất sắc luôn á. Màu này là màu bơ, bữa không có đủ người để mặc màu bơ này luôn, nhiều màu như màu bơ. Bữa em mặc là màu cam, màu hồng sen, màu xanh lá với màu trắng với màu bơ này nữa, màu đỏ nữa, 6 màu. Cam, xanh lá, trắng, đỏ. Màu hồng sen. À, áo giờ có cũ hả? Áo cũ nó chỉ có lô lộn xộn trong logo rip thôi. Rồi cầm anh kim là hồng chữ đen nè mọi người. Hồng chữ đen dùm Dung nha, hồng chữ đen. Hồng chữ đen Dung luôn nha. Đơn của chị đi chưa? Dạ đơn gọi chút đơn là đi rồi đó chị. Gọi chút đơn là đi rồi, sơ mi đang mặc cho chị Thảo luôn. Sơ mi đang mặc cho chị Thảo luôn, đẹp lắm á chị ơi, sơ mi đang mặc đẹp lắm, mọi người lấy đi thiệt. 100.000 thôi mọi người, rất là đẹp, 100.000 à. Lên phong sang lắm. Mấy chị mà có bạn thân hay gì đó lên chút hai ba cái, mỗi người một màu mặc em nói thiệt lên hình rất là sang. Hồng này hồng 2 giùm em mọi người, còn bên hồng 2 89.000 áo nè. Hồng 2 cho em 89.000, hồng 2 giờ đơn sau đúng không? Đơn bữa nhớ quần đọc là chút rồi. Cái đơn ngày thứ 7 á là em chưa chốt đơn nha mọi người. Cái đơn hôm thứ 7 tại vì hôm ta đơn hôm thứ 7 hay chủ nhật vậy đó, đơn chủ nhật cái là bên em chưa chốt, tại thứ 2 em đi nghỉ em đi chơi á. Mai bên em chốt nha. Rồi hồng 2 dùm em luôn, 89.000 một áo hồng 2. Đây dùm em hồng 2 89.000. Hồng 2 89.000 đi. Ai lấy sơ mi đang bận thì cứ comment kia là sơ mi đang bận màu cam đẹp. Màu cam, màu xanh lá, màu dung mặt là màu bơ á, màu ngoài là màu xanh bơ, màu trắng, màu đỏ đô, màu hồng sen, màu đẹp đẹp không màu cam này. Đẹp lắm mọi người ơi, cái màu này thiệt linh hình cũng xuất sắc luôn á. Dạ ok nè, màu cam này đẹp chưa? Trời ơi mấy chị nên chốt áo này nha, không ít nhiều gì, chốt một cái về mặt cũng đẹp cho có cái thời. Cái này đẹp lắm, 100.000 màu cam. Màu cam cho em nha, 60kg đó về mặt vô tư cho em mọi người nha, 100.000 thôi. Cam thì em, cái này mấy chị đóng thùng với chân váy với quần rinh, nó thiệt đẹp xuất sắc luôn á. Có 100 mà, màu cam, màu hồng, màu bơ, màu xanh lá, màu trắng, màu đỏ, màu đẹp lắm. Áo thun ôm hả chị? Hay là thun rộng? Áo nâu nè, 75.000. Áo nâu nè, thuê xe mới chị 70.000 á. 55-56 cái đứa về mặt đẹp, 70 đi. Nâu 70 nha, 55-56 cái đứa về vô tư, bu rip xịn 70.000. Nâu 70. Lê che mã nâu 70. Nâu 70. Nâu C70.
cam 70. Cam này foam ôm hàng Boris xịn nha mọi người nhá. Sale 70.000 cam. 5556 cái rút về mặt vô tư giùm em 70.000 một cam. Rồi chốt kia màu cam 70. Màu cam sale 70. Lan chia màu cam 70. Chơi xem áo đang mặc. Đây chị Chi Tường Chi ơi. Mọi mặc là màu xanh bơ nha chị. Sumi đang mặc mẫu này đang rất là hot trend bây giờ mọi người. Đi biển đi đồ, em nói thiệt mấy chị đi chơi mặc đẹp nha. Đi biển mấy chị mặc áo này mang với quần đùi nha. Xinh cực kỳ, mặc với chân váy đóng thùng mới lụng đẹp nữa. Nè 100.000 áo này đang mặc em bao mấy chị giá luôn thì. Nhận về là ghiền liền. Thôi đi chơi mà cái nhớ mặc áo này mỗi người một màu nha. Em thiệt nổi bật mình nó sang lắm luốn. Không bị ố về nha chị. Ngồi đang hot mà 100.000 à. Lấy chốt cho em nha, màu xanh lá này em bắt màu ra cho coi. Đẹp lắm, màu hồng sen nè. Màu trắng nữa, màu đỏ. Màu trắng, màu đỏ, màu trắng em đem vô rồi. Màu cam nè, qua lấy màu bơ rồi. Màu bơ em mặc á, màu xanh lá này, màu đẹp đẹp không à, xanh lá nữa chị. Màu cam nè, màu hồng sen nè. Màu đỏ đô là cái màu đầu lao dung mặt này. Đỏ đô nè. Với lại màu trắng nữa, 100.000 áo. Đó, bao nhiêu màu đó, 1, 2, 3, 4 5 màu, 6 màu tổng cộng luôn, có 100.000. Đẹp. Xanh bơ cho chị Thảo luôn, 100.000. Này mấy chị nên lấy 2 màu đi, đẹp lắm. Đẹp lắm, mà rẻ nó có 100.000. Mua vải không nữa, không đủ tiền nữa. 100.000 giùm em, màu dương mặt là màu bơ 100 nha mọi người nha, màu hồng nè, đẹp. 60kg rút về mặt cô tôi cho em màu hồng sen. Màu cam tươi. Màu xanh lá năm nay đang rất là hot trend. Màu dương mặt là màu bơ và màu này màu đỏ đô với lại màu trắng nữa nha mọi người. 100.000, tao đẹp cho mấy chị luôn ý. Rồi ai lấy màu gì comment cho em màu đó nha. Cái này mấy chị mặc nhốn rồi đi chơi thiệt lên hình là đỉnh luôn á. 100 tiền thôi. 100 tiền thôi mấy chị ơi, lên đơn giùm em liền nha. Sơ mi đang mặc kèm màu đỏ, hồng, cam, xanh lá, xanh bơ và màu trắng. Ai lấy màu nào chốt đơn. 100 á. Đẹp. Rồi, lấy chốt giùm em nha. Đó, sơ mi đang bận. 100.000. Hai túi trước có nắp nha mấy chị nha. Nói chung màu này đang rất là hot. Màu bơ cho Bảo Trân, ok chị. 100.000. Rồi mọi người thích màu gì comment màu đó. Đẹp lắm, 100.000. 100.000 mọi người. Để vậy mặc màu bơ, một chút bơ không à. Còn mấy cái bơ nó hết rồi. Em mặc màu bơ, cái mọi người chút bơ thôi. Sơ mi đủ màu. Bảo đỏ hả, ok. Bảo Trân màu bơ. Đẹp mọi người ơi. 100.000. Dạ không, không có đen rồi chị ơi. À, Bùi Thu đủ màu. Không đen. Đồng không. Không đỏ. Rồi sơ mi, ai lấy sơ mi chút sơ mi giùm em 100.000, đẹp lắm trời à. Lấy đi mọi người, em bao mẫu này cho mấy chị rất là hot bây giờ luôn, 100.000. Sơ mi giùm em nha, lấy sơ mi chút sơ mi bộ mango nữa nè. Bộ mango này hàng siêu phẩm nha mọi người nha. Chúc với hàng lăng tăng, hàng mango sam. Không mừng, không nhầm nhờ giống như này. Mango sam mà quýt chiêu gì đó là không có à. Để chị ghé lấy, ok chị. A88 còn cục nó vẫn chất ở đâu nữa. Mai lên đi. Bộ này hàng siêu đẹp. Lên mấy chị lẻ có 100.000. Bộ ngố 100.000. Ngố 100.000, bao xịn sò luôn. Hàng có hình mẫu mặt á. Chính phẩm mango xịn nha mọi người nha. 100.000 một set. Trời ơi, tay vòng nè, cổ hay bèo nè. Bộ vàng giùm em đi 100.000. 60kg về vô tư. Hàng này hàng xịn lắm, hàng An Đông xịn á. Bộ đồ cầm chất lừ luôn, hình hàng mẫu mặt sao là hàng y vậy đó. 100.000 một bộ. Rồi cầm anh chị em bộ vàng 100. 60kg về ok, bộ vàng nguyên bộ xe 100.000. Chị Chi Tường Chi lấy màu bơ đúng không? Màu bơ em đang mặc đúng không chị ơi? Bộ màu vàng 100.000 nè. Màu này màu xanh bơ 100.000. Trời, nãy giờ chốt bơ không à.
có giống có dài luôn nha Kiều Vi ơi. Cái cục này là cục lửng ha, này lửng đi dung lên dài cho này, quần lửng em ơi, và đỡ quần lửng, quần lửng, quần lửng, có quần dài nữa, quần dài nữa. Trời, 100.000 vải này rất là đẹp mấy chị ơi, màu nu nè, đẹp chưa, 100.000 màu nu nè. Ai lấy bộ vàng comment bộ vàng lửng 100 màu nu nè, 60kg đổ về nha mọi người nha, giá sale 100.000 bộ, không xịn trả em, bộ ơi nhận hàng không xịn trả em, em thiệt, 100.000 bộ đồ ở đâu ra, hàng mango đó, màu nu 100.000 màu nu. Rồi comment cho em màu nu 100.000, ai lấy nu chút nu 100.000, nu nghe 100.000 bộ nu hồng này dễ thương nè. Trời ơi, nhìn con bài thấy cưng rồi đó. Ok, tránh tránh hồ lấy cái xanh lá nữa. Ok chị á, xanh lá đó nè. Màu trắng đẹp mà nãy giờ em cũng đưa màu trắng lên, mấy chị không chút trắng hết chưa. Em thấy mặt trắng sang lắm. Mặt trắng sang. Còn áo khoác nhung không dung? Dạ không chị, hết rồi. Mọi người ưng lửng hay ưng dài để em lên. Này màu hồng dễ thương lắm luôn. Trời ơi, cái bộ hồng nó cưng lắm á trời. Này mọi người xem chưa, màu hồng. Hồng giùm em nha, hồng phối tây vàng 100.000 một bộ. 60kg đó về mặt vô tư cho em mango nha mọi người nha, xịn lắm, 100.000. Rồi comment hồng em đi, 100.000 bộ hồng. Ai lấy hồng comment hồng 100. Hồng 100, lấy che vô màu hồng đi, 100.000. Có riêng ngố không chị, riêng ngố like rồi. Lên dài à. Dạ còn có nhiêu đó, xíu xỉu đi à, mất rồi. Có đùi luôn, đùi bao đẹp luôn các bạn ơi, đùi có 85.000 thôi. Trời ơi, cái bộ này mà thiệt về mà không mê luôn rồi á, nghỉ chơi luôn á. Màu hồng, hồng này quần đùi, cái này là Latin siêu xịn luôn nghe, chất là mềm mướt tay lắm. Hồng đùi, đùi là 85.000, phong 60kg đó về mặt vô tư cho em quần này. Hồng đùi 85.000 bao xịn nha mấy chị, hàng này chính phẩm sale nha. Đang nghĩ mê lên hàng cắt mạc đó mấy chị thấy không? Hồng đùi 85.000, còn bên hồng đùi cho em. Bộ này nhận về mặt mát tay luôn á, 85.000 bộ hồng đùi. Hồng đùi này vui xì đùi này. Còn mấy cái bộ đồ thiệt á, xịn lắm mấy bạn ơi, hồng nè, lụa xanh gu xì nè. 85.000 bộ xanh gu xì 85.000. Hồng đùi cho Ngọc Hồ ok nè, trời ơi nó đẹp mấy bà ơi nè. Chốt đơn liền cho em mấy bộ này, về ở đâu mà bán cái giá 85.000, quay lại em xỉ nhiều khi còn chưa được cái giá này nữa đó. Ok, hồng Ngọc Hồ nè, xanh gu xì nè. Đẹp lắm, 85.000 xanh gu xì. 85.000 xanh gu xì, xịn cực kỳ luôn nè. Đẹp. Màu nu nè. Gu xì cho Bùi Thu nè. Trời ơi màu nu nè các bà ơi. Dễ thương chưa? Nu nè, xem chưa quần nè. Đó, 60kg đó về ok, màu nu 85.000. Rồi chốt đơn cho em màu nu đi, 85.000 màu nu. Nu 85.000, lên cho em nu luôn. Bao xinh. Nu nu 85.000, ủa cột nơ bò sữa này. Đùi em còn hai cục nữa. Trời ơi, dễ thương quá, hai cái túi trước nữa nè. Bò sữa, bò sữa. Cái chất nó mướt rượt luôn á, trời Latin đó nha mọi người nha, chất nó đã lắm. Đợt này rẻ quá, lúc trước xỉ có được một lén đâu. Đợt đó là nó hot, cái hàng nó hơi cao, cái đợt này nè. Hàng này nó sale nè, mấy bà thấy không, mà không phải hàng giống như mấy lần Dung bán. Sam đồ, cái này nó xịn hơn nhiều á. Theo từng mùa mà. Cái đợt dịch nó hot cái bộ này lắm, nên nó giá nó cao. Bao nay nó rẻ lại rồi, sale rẻ xuống lại. Bò sữa bao đẹp 85.000. Rẻ rẻ luôn. Bò sữa 85.000. Bò sữa 85.000. Bò sữa 85.
Hồng cái này mà một chợ hồng có hai bèo. Xanh chưa? Hồng hai bèo giùm em nha. 85.000 bộ đùi thôi. Hồng hai bèo giùm em đi mấy chị ơi, hồng hai bèo quần đùi 85.000. Quần đùi mà phải đùi người ta may tiết kiệm vải đâu. Mấy chị thấy cái quần nó dài không? Mặc thoải mái luôn á. Hàng xịn mà. Ôi cái vải này cầm là tuột luôn á thiệt. Hồng. Hello chị Bùi Nhung. Hồng giùm em nha. Cầm anh hồng hai bèo 85. Hồng hai cho Bùi Thu nè. Hồng hai cho Bùi Thu tới chị Lan Ngân. Rồi LV hồng nè mấy chị. LV, Lan cho mã LV nha. LV là cổ hồng hết luôn rồi. LV, LV là làm mango á. 85.000. LV, LV 85.000 LV. LV 85. Này có hình mẫu mà rất mất tiêu. Mờ không xem rõ hả? LV giùm em đi mọi người nha. Ốc ra vô lại thử chị. Mạng bữa giờ nó sao á. Đen nè, trời ơi đen bụt nơi dễ thương. Đen đó mọi người, lấy kia bộ đen đi. Bộ đen là Latin nha. Đen là Latin đó, 85.000 đen. Rồi chuẩn Latin cho em. Trên mạc nó in sẵn cái hiệu đồ nó vải gì. Dạ ok chị. Ok chị Bùi Nhung. Rồi sọc xanh nè. Sọc xanh nè. Lên cho em mã sọc xanh. Sọc xanh giùm em nha. Sọc xanh 60kg rồi ok. Sọc xanh. Rồi lên cho em sọc xanh đi. Dài đem cái dài có 110.000 thôi. Dài có 110.000 thôi. Nè. Cổ hai bèo. Dài đen giùm em đi cũng phôm 60kg rồi ok. Xanh cho học hồ 60kg vừa ok. Cầm anh chị em mã đen dài 110 vải. Xịn lắm. Đen dài cho em nha. 60kg vừa ok 110. Đen dài 110. Lên chị em mã đen dài 110. Đen dài, đen dài giùm em nha mọi người nha. Đen dài. Đen dài 110 đó. Rồi cái này cầm anh. Áo thun gì nè em hỏi chị đâu có trả lời. Biết áo thun quá trời biết lên loại nào. Rồi cầm anh chị em mã sọc đen. Đen cho Ngọc Hồ. Đen cho Ngọc Hồ nè. Đen còn bộ nữa nè. Rồi cái này comment cho em mã sọc đen. Sọc đen giùm em nha mọi người nha. Sọc đen 110.000. Sọc đen 60kg về mặt ok em nha mọi người nha. Sọc đen 110. 110 thôi. Sọc đen. Sọc đen. Sọc đen. Rồi đỏ luôn nè. Trời ơi, cái bộ này em thiệt bao sang. Dior nha, cổ nè, đẹp chưa? Đỏ Dior, cái chữ Dior đó mấy chị nha. Đây là tay phòng, còn bánh kem bộ Dior đi. 110.000. 60kg đó về ok nha, 110. Dior, Dior, 110. Chị Lê Tắm ơi, chị đặt hàng, chị có ghé lấy không mà. Để chị kêu để ghé lấy mà không thấy ghé luôn á chị ơi. Đi đơn thì không thấy, cái đi đơn mà ghé không thấy ghé. Để chắc mười mấy hai chục ngày rồi đó chị. Đây cầm anh kem Dior đi, màu hồng nè. Hồng nè. Hồng 110 lấy cho em màu hồng. 60kg về ok, màu hồng 110.000. Cầm anh màu hồng giùm em. Hồng giùm em nha, 110.000 màu hồng. Rồi lấy hồng chút hồng ha. Dài đó. 110. Màu hồng 110. Mờ xem rõ chất. Bên mạng của chị á, tóc ra vô lại thưa chị. Cái này đen chữ gu xì á. Hồng chữ Bùi Thu á. Đen gu xì đó mọi người. Lấy cơm anh đen gu xì nè. Cổ hai bèo luôn, hai cổ nè. Đẹp chưa? Đen gu xì một bộ thôi nha. Đen gu xì em có 1 bộ à, 110. 60kg vừa ok. Đen gu xì 110. Lên chia má đen gu xì 110. Đen gu xì 110. Rồi. Caro xanh 100.000 nữa bà ơi. Caro xanh nha, quần lửng 100.000. Hồng hết rồi Ngọc Hồ ơi. Rồi caro xanh này dễ thương chưa. 100.000. Đẹp quá. Cái này Latin chuẩn luôn á. Chất đẹp lắm. Rồi caro xanh 100. Quần lửng. Caro xanh là quần lửng nha các chị ơi. 100.000. Caro xanh là quần lửng nha. 100.
Ai lấy caro xanh lẫn chốt nè, 100 ngàn. Này mấy bụi lẫn này dễ thương, bao đẹp luôn, bụi dâu lẫn nè. Nè mấy bà ơi, bộ này 100 ngàn, đen gu xì, ok Ngọc Hồ lấy bộ đen gu xì nè. Nè bộ nè, lẫn dâu nè, đẹp chưa, 100 ngàn. Áo đang mặc 100 ngàn thôi chị Ái Ái ơi. Rồi comment cho em bộ lẫn dâu nè, xem mấy chị 100 ngàn. Nên chốt nha, bộ này mà hụt là em nói thiệt. Ủa cái tay là tay phòng tiểu tư mấy chị thấy không? Nó đẹp nhất nách luôn á. Bộ hồng lẫn 100 ngàn, mặc dễ thương. Hồng lẫn cho em 100 ngàn, hồng lẫn cho em nha. Xem một người 100 ngàn hồng lẫn. Mấy bộ này em nhận về không xịn nó thôi luôn á. Đẹp lắm, 100 ngàn bộ đồ, nhận bán được tiền luôn. Hồng lẫn 100. Rồi beo luôn mấy chị ơi. Beo beo, ai lấy beo comment beo nè. Đang chia mã beo 100 ngàn bộ mã beo. Lấy beo chút beo em luôn nha, 100 rồi. Beo 100, áo đang mặc cũng sale 100. Áo đang mặc có nhiều màu cam, có màu bơ, màu xanh lá, màu hồng sen nữa. Rồi beo 100 ngàn đi. Ai lấy beo chút beo 100. Có màu này chị ơi, màu màu cam tươi nè, màu xanh lá nè. Điểm nút của màu này cho chị coi lại. Màu này chị ơi, màu hồng sen nè. Màu vô mặt là màu xanh bơ nha chị, màu xanh lá, màu cam tươi với lại màu đỏ đô, màu trắng nữa, màu trắng như mỏ ngoài mất tiêu. 100 ngàn một cái đỏ nè. Cái mẫu này mặc đi chơi mấy chị, mặc nhóm, mặc đồ mỗi người một màu lắm thiệt, mặc lên nó rất là đẹp. Hồi chị em bạn gì mấy chị nên chốt cái này, mỗi người một màu nha. Buổi vô đi chơi này mặc màu này, mặc màu này, mặc màu này, sao mặc màu trắng nữa, trời ơi mới thiệt, lên hình nó sang dã man. Có 100 ngàn màu hồng sen, màu cam, màu xanh lá, màu trắng, màu đỏ, màu bơ, 6 màu luôn đó mọi người. Ai thích màu nào chốt màu đó ha. 100 ngàn áo, 100 ngàn một cái. Sơ mi đang bận nghe, lấy chốt cho em. Đùi nè, bộ đùi nè, trắng phối nu nè. Cái này trắng phối vàng vàng chứ không phải màu nu nữa. Trắng phối vàng đi, 85 ngàn. Ui là trời, cái vải này rời sướng cái tay luôn ấy bà ơi. Hàng mango của Hiếu Hạnh, 62-63 ký mặt cũng được nữa đó. Có 185 ngàn thôi. Xem mấy chị 85 ngàn bộ đùi comment cho em là trắng phối vàng nha. Trắng phối vàng 85 ngàn nè, lên trên bộ trắng phối vàng đi, quần đùi 85 ngàn bộ. Bộ này vải đẹp lắm luôn. Bộ trắng phối này chất xịn lắm luôn, 85 ngàn. Trắng phối vàng 85. Phối hồng này mọi người, phối hồng luôn nha, 85 ngàn. Xanh đen này, phối cam, 4 màu phối. Quần đùi đó, xanh đen và cam luôn nha mọi người nha, 85 ngàn một bộ thôi. Rồi xanh ngọc, bộ này là xanh ngọc, 85 ngàn bộ xanh ngọc, 60 ký đúng về, ok. Quần này đẹp chưa, xanh ngọc 85 ngàn. Lên kem là xanh ngọc nha các chị ơi, 85 ngàn một bộ này. Anh thủ nha, hello chị Tiến Ni, 85 ngàn, 85 ngàn. Ai lấy đùi thì comment cho em nha, 85 ngàn đó. Xanh ngọc cho Ngọc Hồ này, ok nè. Trời ơi đẹp chưa. Rồi hồng cổ nhọn đó chị ơi, hồng cổ nhọn hay hai lá luôn nè. Hồng cổ nhọn nè, 85 ngàn thôi. Quần này 60 ký đó vừa, ok. Hồng cổ nhọn quá trời xinh luôn, 85 ngàn bộ đồ. Hồng cổ nhọn 85. Rồi hồng nhọn giùm em luôn, hồng nhọn 85 ngàn bộ. Đẹp xịn rẻ. Hồng nhọn 85. Trời ơi, mấy cái bộ này Doraemon hay gì mấy chị ơi, Doraemon nè. Rồi Doraemon màu đỏ luôn em ơi, Doraemon màu đỏ, hồng nhọn, ok, Ngọc Hồ hồng nhọn nè. Doraemon màu đỏ giùm em luôn nha, hai lá, hai bèo nè. Cổ rất là xinh và lạ luôn á, Doraemon màu đỏ nha. Doraemon có hai bộ màu đỏ với lại màu trắng đen. 85 ngàn, hai bộ Doraemon quần đùi. 85 ngàn thôi, ui là trời nó đẹp. Rồi, chất này là Latin đó nha mọi người nha, cầm tương tuột cái tay luôn á.
Doraemon màu đỏ và Doraemon màu trắng đen. Ai lấy màu báo giùm em. 85.000. Rồi tranh thủ chốt nha. Chắc mấy mã nữa em nghĩ á. 85.000. Rồi cái này comment đỏ giùm em. Bộ này đỏ và xanh đen hai bộ. Rồi đỏ giùm em luôn mọi người, lấy bộ đỏ comment bộ đỏ nè. 60kg đó về ok, đỏ này mấy chị. Còn em có đỏ với lại xanh đen là hết nha. 85.000 đỏ với xanh đen. Rồi lụm đơn luôn mấy ba ơi. Đỏ với xanh đen 85.000. Rồi lấy comment giùm em mua đi xanh đen đó nè. 85.000 đó. Chết mặt quá. Rồi lấy thì comment nha mọi người. Quần áo sơ mi bọc lấy thì chốt. Em nghỉ quá. Thử nha, mai em lên thêm, mai cái nhân viên bắt đầu làm bình thường nha. Mai Dung sẽ lên thêm. Em xuống đây. Bye bye mọi người nha.